Xin chào mừng các bạn anh chị đã đến và xem trên kênh tiệm giày C88 cũng như đồ siêu hiệu 88 ạ. Số liên hệ mua hàng của bên em là số 0987 377 553, tiếp theo đó số Zalo là số 0919 628 4225. Em chỉ bán hàng duy nhất trên hai số điện thoại này các bạn anh chị nhé. Các bạn anh chị vào xem kênh thì các bạn anh chị yêu mến em thì hãy dành cho em một nút đăng ký kênh. Đăng ký bằng cách anh chị nhấn vào cái chữ đăng ký màu đỏ phía bên phải màn hình của anh chị khi cái điện thoại dựng đứng nhé. Rồi nhấn tiếp vào hình quả chuông thì khi đó anh chị là một trong những người đầu tiên nhận được video từ bên em tải lên. Bởi vì bên em có rất nhiều các mặt hàng khác nhau, túi, ví, giày, da thắt lưng, giày da, giày thể thao, túi, ví, thắt lưng của anh chị nhé. Mic hát karaoke, có rất nhiều các sản phẩm anh chị cũng thể search vào Zalo để xem. Hoặc anh chị cần cái gì cứ liên hệ với em anh chị nhé. Bên em thường video bên em lên vào 6 giờ sáng hàng ngày. Cũng anh chị nhớ đăng ký kênh để đón xem anh chị nhé. Thì buổi sáng ngày hôm nay đây thì em lên một cái nai thắt lưng xì hiệu VIP anh chị nhá, hoàn toàn là dây đẹp hết của anh chị nhá, gồm có là Levi này, Bali này, Gucci này, Burberry này, rồi Hermes này, vân vân, đấy, có mấy cái dòng đấy, hàng rất đẹp. Cái này em vẫn thường xuyên bán trên kênh nhá, thì em không làm mất thời gian anh chị nữa. Anh chị xem ưng sản phẩm này vui lòng liên hệ ngay với bên em nhé để được tư vấn thêm anh chị nhé. Tất cả các đơn hàng em báo trên bài đều chưa bao gồm phí ship và toàn bộ nó là hàng đã qua sử dụng anh chị nhé. Còn hàng nào mới thì em sẽ nói là hàng mới và em không để mất thời gian của anh chị nữa. Chúng ta cùng bắt đầu anh chị nhé. Đó, em lên một cái con đầu tiên là con Levi, có mặt khóa hình oval đồng rất là đẹp anh chị ạ. Những cái mặt khóa này thông thường nó rất là ít có trên thị trường, rất là ít anh chị nhé. Nó chỉ có hình, nó chỉ có mặt khóa là hình kim là nó phần nhiều anh chị nhé. Da thì sẽ được sản xuất bằng da bò Ý. Phần mặt phải của em ở đây, mặt phải là đã được mài nhẵn và làm bóng anh chị nhé. Còn mặt trái của nó thì để nguyên anh chị nhé. Đó. Mặt trái của nó để nguyên này. Và đây họ đặt chữ Revive và Made in USA anh chị nhé. Đó, con này tổng chiều dài của nó là mặt khóa sau của nó đây anh chị này. Tổng chiều dài của nó là 1m32 phân. Con này là bản 3.5 anh chị nhé. Anh chị chờ anh chị đo lại chính xác cho anh chị nhé. Đó là chính xác cái bản nha anh chị này. 3.5 hết anh chị nhé. Rồi, bản 3.5 đó. Giá 600.000 anh chị nhé, giá 600.000. Anh chị nào mà có mua những cái live trước của em trước trước nữa thì giá nó 800 thì anh chị cũng thông cảm cho em nhé, bởi vì hàng nó phụ thuộc vào hàng nhập, khi nào nhập được giá nó rẻ thì em lại bán rẻ mà đắt thì em lại phải bán đắt anh chị nhé. Nên cho em mã 1 có chiều dài tổng là 1m32 phân, bản 3.5, giá 600.000 chưa bao gồm phí ship. Anh chị nào chuyển khoản cho em 100% ship thì em bao hàng. Em bao phí ship cho anh chị nhé, bao phí vận chuyển cho anh chị nhé. Đó, một con thì vài em lên tiếp một con Bani. Con Bani siêu siêu đẹp, mặt khóa tổng thể có màu vàng đồng nhá, nó gần như mới cứng luôn, hình chữ B ở giữa anh chị nhé. Quá đẹp luôn anh chị, quá đẹp, quá VIP luôn anh chị nhé. Em bỏ cái này đi cho anh chị. Đó. Đây là mặt phải của em đây anh chị nhé. Con này được may 3 lớp này, được may chỉ hai bên này anh chị nhé, được may 3 lớp anh chị nhé, tức là được ép 3 lớp và may anh chị nhé, và may vào có chữ B và chữ Bali, nó dập suốt theo dọc theo cái thân đường này. Và cái phần đầu nó là đầu vát nhá, nó không phải đầu bùm như dòng Gucci anh chị nhé. Đó. Và khóa là khóa tăng tăng đơ của anh chị nhé, khóa tăng đơ cho anh chị yên tâm không phải đục lỗ anh chị nhé. Và đây là phần phần này mới là phần quan trọng anh chị này, đó, thông số kỹ thuật của nó dập ở đây anh chị này. Anh chị có thể xem này, Bali này, Made in USA này. Đấy. 100% này, da bò anh chị này. Made in Italy năm 1851 anh chị này. Bali 1851 Made in Italia anh chị nhá. Đó. Quá đẹp luôn anh chị, quá đẹp. Nó rất là sắc nét và rành mạch anh chị nhá. Anh chị nào mà quan tâm sản phẩm này nên xem mã 2 có chiều dài 1m20. Bản rộng 3.5, bản thông thường, bản quốc tế đấy anh chị nhá. Chiều dài 1m20, bản 3.5, giá 950.000. Cách đây 3-4 nay thì em về được con như này, em bán giá 1 triệu rưỡi anh chị nhé. Em có hai con, hai con em bán 1 triệu rưỡi một con anh chị nhé. Riêng ngày hôm nay độ mới cũng rất là căng, em bán cho anh chị giá 950.000 nên xem mã 2. Em tiếp theo một con Gucci này, cái mặt khóa còn rất là mới anh chị ạ, nó rất là mới. Phật tẻ, còn tổng thể của em nó đây, cái da này cũng rất là tốt, da thật 100% anh chị nhé, da thật 100%. Đó. Và đây có dập chữ Gucci Made in Italy anh chị nhé. Con này cũng được may anh chị nhé, cũng được may rồi anh chị nhé. Nên xem mã 3 này.
nên xem mã 3 tổng chiều dài 1m17 bán 3.7 giá 1 triệu 050 nghìn chưa bao gồm phí ship, 1 triệu 050 nghìn chưa bao gồm phí ship anh chị nhé, mua một lần anh chị dùng cả đời anh chị ạ. Anh chị mua rồi mua nữa nhé, bởi vì trên thực tế thì bây giờ chả có bác nào bác có một cái thắt lưng trong nhà các bác nhá. Đó là mã 3 nên tiếp xem mã 4 cũng một con Levi này. Mặt khóa oval anh chị nhá. Em lên nhanh một chút, em bỏ cái lên đi, lên xem mã 4 này. Em bỏ cái xé bỏ cái tam này đi. Đó. Đây là mặt trái của em nhá. Mặt trái họ chỉ nhuộm lên chị nhá, chỉ mài 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 và mài thô và nhuộm lên chị nhá. Chữ này Levi và made in USA ở đây anh chị nhá. Ba lỗ cơ bản này anh chị này. Đó, phần đuôi đó. Phần phải thì siêu siêu đẹp anh chị nhá. Con này, này nó sẽ được sản xuất bằng da bò Ý anh chị nhá. Đó. Nên xem mã 4 có chiều dài 1m27 bán 3.6 giá 750.000, giá 750.000. Mã 4 giá 750.000 cả nhà nhá. Em qua tiếp mã 5, một con Hermes này, được thiết kế dạng khóa chữ H. Một con Hermes thiết kế dạng khóa chữ H và họ dập những hình 3D ở đây, hình chữ H 3D ở đây rất là đẹp anh chị nhá. Tổng thể nó có màu trắng bạc anh chị nhá, màu trắng bạc. Phần da là da đen anh chị nhá. Con này là nâu đen, nó không phải là đen hẳn đâu, nó là nâu đen anh chị nhá. Nó là phần nâu đen. Đó. Đây nó dập chữ đây anh chị, chữ Hermes ở đây anh chị. Đó. Nên xem mã 5 có chiều dài 1m25 bản 3.7 giá 1,2 triệu. Nên xem mã 5 giá 1,2 triệu, nên xem mã 5 giá 1,2 triệu cả nhà nhé. Em qua tiếp mã 6, một con Burberry rất là đẹp luôn. Đó, bác nào mà đam mê Burberry thì chốt con này, nó rất là đẹp. Nó có màu vàng hồng anh chị ạ. Hình con ngựa màu vàng hồng này. Con này luồn trong anh chị nhé. Và cũng đã được may rồi, được may hai bên này anh chị nhé. Đây tổng thể các hoa họa tiết hoa văn nó đẹp kiểu như vậy, kiểu như này anh chị này, đặc trưng của nhà của gia đình nhà Burberry này, anh chị này đẹp lắm, các cái lỗ còn nguyên anh chị nhá, nó không rách, em bao chắc cho anh chị nhá. Nên cho mã 6 chiều dài 1m25, mã 6 chiều dài 1m25 bản 3.7 giá 1,2 triệu, mã 6 giá 1,2 triệu. Anh chị nào mà mua dây thắt lưng mà về không biết đục lỗ hay cần đục lỗ thì cứ báo em nhé, chuyển khoản em 100% thì em bao cho bao ship cho anh chị và đồng thời đục lỗ miễn phí cho anh chị nhé. Em qua tiếp là mã 7, một con thắt lưng mặt chữ H, cái này là hàng của Thái anh chị nhé, hàng thông thường của Thái này, mặt chữ H này, có màu vàng đồng, đã được may chỉ hai bên anh chị nhé. Cái này nó là da thường thôi đó, để phân biệt giữa hai loại da anh chị nhé, giữa hai loại, tại sao cùng cả Hermes nhưng mà một đàn đắt như thế, một đàn rẻ như thế anh chị nhé. Đó. Nên cho mã 7 chiều dài 1m20 bản 3.6 giá 400.000, giá 400.000. Mã 7 giá 400.000, mã 7 mặt khóa chữ H giá 400.000. Nên xem một con Burberry siêu siêu đẹp dạng khóa kim lớn anh chị nhá, dạng khóa kim lớn này. Đó, đẹp quá trời quá đất luôn. Phần dao này anh chị, dao nó này. Đó, còn đầy đủ đai nha anh chị nhá. Đây là mặt phải của em nó đây. Mặt phải của em nó đây anh chị này. Anh chị có thể nhìn cái da của anh chị này. Đấy, thắt lưng đó, này. Da anh chị đó, da đó anh chị đó. Nó có nhăn đâu, nó không hề nhăn anh chị nha. Nó không hề nhăn nhúm luôn này. Đó, ở đây nó dập chữ đây, dập thương hiệu đây. Con này là hàng mới đây. À, con này không phải hàng si, không phải hàng cũ. Con này được sản xuất năm 2023 anh chị nhá. Được sản xuất năm 2023, nó có mã ở đây anh chị nhá. Nó rất là đẹp. Nên xem mã 8 này có chiều dài 1m3 bản 3.7 giá 1,2 triệu. Nên xem mã 8 giá 1,2 triệu. Mã 8 giá 1,2 triệu cả nhà nhé. Mã 8 giá 1,2 triệu. Mã 8 giá 1,2 triệu anh chị nhé. Qua tiếp mã 9 này cả nhà này. Một con Gucci, một con Gucci. Đấy. Khóa của nó đây, thiết kế dạng này. Một con Gucci này. Bản 3.7 mà có tổng thể là da màu đen anh chị nhá, da màu đen. Đó. Đầu đuôi là vẫn còn nguyên anh chị nhá, đầu đuôi vẫn còn nguyên luôn. Đây, anh chị đây. Này Gucci Made in Italy đây. Đây thông các thông số kỹ thuật nó đây anh chị nhá. Đó, có chiều dài 1m17, có chiều dài 1m17 bản 3.7. Nên cho mã 9 giá 890.000, 890.000.
Bình thường những cái dây này em bán 1 triệu 2 hết anh chị nhá, giá 1 triệu 2 hết. Riêng ngày hôm nay em xả xuống còn 890.000 được. Mã 9 890.000, mã 9 890.000 cả nhà nhé. Em ạ, xin phép được dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau nhé. Rất là mong nhận được sự cổ vũ, động viên tinh thần của cô anh chị gần xa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị có một ngày làm việc hiệu quả nhé.